Hello, xin chào cả nhà. Đây là vườn của chỗ anh Hoàng ở dân Đồng Trường, 400 cây. Vườn này coi là đại nghịch cuối tháng 8. Nhưng mà do là cái mô nó không có khô được đó. Mới xẻ rãnh đó, rồi cỏ nó mô nó không ráo được, nó không ráo. Nên là nó kéo dài cả tháng, đầy cả tháng trời mà nó không có xào cây luôn. Cho nên là phải dỡ bạt ra, rồi phát cỏ phơi khô, bắt đầu xịt tạo mầm lại thì nó mới ra bông ha. Cái nó cũng là sữa rồi. Thì đây giờ đây là cái dàn trái nè, nhà thấy nè đó, trái này là khoảng 40 mấy ngày rồi, 45 ngày rồi đó, trái xanh đẹp thấy không đấy. Thì bây giờ hiện tại là đi đọt rồi đó, đi đọt và dàn lá nó xanh lên. Tại vì đầy bạc lâu mà, thì anh em thấy là cái lá nó bị tổn thương đó. Lá nó bị tổn thương này, dụng trái thì bỏ đó, cái lá nó bị tổn thương đó, nó muốn cháy đó, nó bạc 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 chỗ này nè, là lúc mà ra bông là nó bạc bạc chỗ này nè cả nhà, nó bị tổn thương á đó. Đó, nguyên vườn luôn đấy. Nhưng mà khi ra bông rồi đó là để xử lý, là bây giờ để kéo cái lá nó lên nè, thấy không, đây là hướng nắng nè, nó kéo, bây giờ kéo nó lên nè. Và hiện tại bây giờ là nè, lúc mà lúa mắc cua ra bông đều rồi thì để cho xử lý si ha, tưới si cộng với một bộ combo dưỡng rễ bên mình đó, combo dưỡng rễ bên mình thì hồi ôi trời trái combo dưỡng rễ ha, thì quánh cái combo dưỡng rễ đó 2 lần đó, xong combo dưỡng rễ để cho quánh một cây 5 kg hữu cơ rồi thì mình nhóc thêm một ít NPK vô đó, thì kéo một cái đọt đó. Và khi ra một cái đọt á thì lúc đang sổ là đọt nó đang đi đấy, thì để cho phủ cái gói chặn đọt thần tốc bên mình để chặn đọt, thì dinh dưỡng mình nạp lên đầy đủ thì chặn đọt thần tốc mình xịt lại thì lá nó già và nó tập trung đậu trái đó. Đậu trái thì trong quá trình đậu trái thì mình dưỡng trái cho đậu trái đầu bình thường ha, thì anh em muốn biết gì thì cứ alo với mình. Bắt đầu quá trình đậu trái xong, khi trái khoảng chừng 20-30 ngày để cho tưới si lại ha, đó, để ổn định cái pH. Thì để biết á, là cái cây khi mà cái cây nó sổ nhị á, sau thời điểm sổ nhị khoảng 25-30 ngày là cây nó sẽ đi đọt ha, nó chuyển biến đi đọt đó. Thay vì bây giờ mình chặn nó thì đây đã chuẩn bị trước cho nó rồi đó, để chuẩn bị trước cái dinh dưỡng cho nó, cái pH đất cho nó để cho nó đi đọt, để mình nuôi mình nhiều luôn ha. Thì đây mà cho tưới si khoảng 25-30 ngày để cho tưới si lại và tiếp tục tưới cái combo dưỡng rễ ha. Bây giờ các nhà thấy cái dàn lá nè đó, là bây giờ là mấy anh em gần gần đây giờ vô nhìn giờ ở dàn cây này nè, nói chung là hết hồn hơn chứ không có nói gì hết trơn. Vậy ra lá nè, ra đọt nè đó, rồi tiếp tục 4-5 kg hữu cơ đó, thấy không, các nhà thấy cái trường phái của mình là đi là tập trung đi xuống đất nhiều không đó, tiếp tục 4-5 kg hữu cơ, 4-5 kg hữu cơ nữa ha. Ở dưới thì đầy, trong quá trình nó sổ nhị đó, để bổ sung dinh dưỡng này, tưới thêm 3 số 10, Bionet 3 số 10, Baratui 342 này kia đó, đó thấy không, để làm cho cái trái nó xanh ra tròn trái đó, đồng thời là nó hỗ trợ cho cái cây của mình dinh dưỡng để nó không có bị đuối sức, mà đuối sức rồi nó bị cháy lá nha cả nhà đó. Hơi tròn nè, này phải kéo nó dài ra, cái trái này phải cho thì mới cho rải cái một cử 20-20-15 rồi đó, rồi tiếp tục sắp tới là để cho quánh một cử 20-10-10 ha, để cho cái trái nó dài ra ha, để làm giúp mình là mình để cái trái mẫu dài đó, để cho nó nặng ký lên cơm ngon, nhanh lên cơm. Lái rất anh lái hôm qua đây gặp một anh lái đang mua vườn của anh Hội á, thì sắp tới anh cắt giao hai á, để sẽ quay phỏng vấn cho cả nhà xem là ảnh cái mẫu trái như thế nào ảnh thích ha, để chúng ta biết, để chúng ta làm cái mẫu như trái bành không là thấy nó tròn nó đẹp á, nhưng mà nó không có ký, thứ nhất là cơm nó không bằng nha. Rồi đây cả nhà thấy, bây giờ cả nhà thấy trái nè, nó đeo nè, ổ ổ trên kia luôn kìa đó, ok không. Cái gai này thì đây chuẩn bị cho sạch ở trên là cái combo là lớn trái
và đẹp gai ha. Đó, cái gai mình sẽ không bị nứt, nó xanh mơn mởn luôn. Đó, nó không bị tình trạng là nứt nứt chỗ này nè. Đó, thì hồi nó đầy vô để gửi cho anh sạch sạch xong á, lần sau đây sẽ cập nhật lại. Rồi, còn vấn đề ở đây bây giờ là xuất hiện sâu với kiếp sáp nha. Thì cái này là mình cho pha xi đó, cộng với chỗ kiếp sáp, thì kiếp sáp với sâu xịt cái vô là nó sẽ giải quyết ha, giảm liều kia xuống. Đó, cái nhà thấy nè, bây giờ nó vừa nuôi trái mà cái dàn cây như thế này nè. Đó, và thứ nhất hai là cỏ nha, để cỏ nha chứ không phát nha. Được rồi, là anh Phong, anh làm vườn, anh cao vườn thì anh kêu phát cỏ này không cho ha, không được. Thời điểm này phát cỏ là đắm đuối lắm anh em ơi, nó sẽ chảy lá nè. Cái nhà thấy là cái lá nó tổn thương nè. Đó, nhưng mà để cho giải quyết và giữ từ cái lá từ lúc mà luôn mắc mua tới giờ luôn đó, mà cái lá của mình nó không bị mắc sức ha, và hiện tại nó đang đi đọt. Và đi đọt này thì là anh Phong hỏi chặn đọt không đầy, nó không ha, tại vì dinh dưỡng mình đã chuẩn bị trước nó hết trơn rồi, mình chủ động rồi, mình chủ động mình chuẩn bị dinh dưỡng pH đất nội sinh này kia cho nó hết trơn rồi, mình tạo bộ rễ khỏe rồi. Đó, cái nhà thấy trái nó lấy được dinh dưỡng từ đất lên nè, nó xanh rai nè, cực kỳ đẹp không, quá đẹp đó. Là do cây nó lấy được dinh dưỡng từ đất nè, chứ ở trên xịt cũng không có nhiều hết trơn á, xịt không có đủ đâu cả nhà ha. Xịt giống uống sữa thôi, uống sữa thì không thể nào đẹp được đâu. Đó, cái nhà thấy không, cực kỳ đẹp trái, và vài bữa nữa nó còn đẹp nữa ha. Đấy, và nó là còn có những cái clip kia nó còn trái còn dữ nữa, nhưng mà mình không đi hết nổi, tại vì cái vườn của anh Hoàng mà đi cái một cái là về mọi người bữa ngày đó về nhà nghỉ luôn đó. Có đường nào bắt cầu ở bên kia không Phố? Đây bắt cầu qua cho anh qua quay clip kia một cái nữa coi. Bờ nào cũng như bờ nấy hả? Trời ơi, xanh rai. Cây đó được rồi, lá nó bị tổn thương, nó cháy cành hôm, bây giờ nó ra đọt luôn nè. Ra đọt luôn nè, đó. Yêu cầu mình tạo được cái bộ rễ ở dưới là cho dù cháy một vài lá cũng chả thành vấn đề gì hết. Vấn đề cháy lá thì mình đã... mình đã nói nhiều rồi. Cái này anh thấy cái này nè Phố ơi, bây giờ là coi chừng tưới nước ra không tới nè Phố ơi. Phố, coi lại cái tưới nước cái bây giờ thay, nói với anh Hoàng thay cái chân cắm nó cao lên khoảng 750 đi. Rồi em cắm nó tưới mới ra tới đây nè, bây giờ cỏ này tưới không tới. Đó. Mà cỏ này giai đoạn này, cỏ này để cỏ này nó bít này nè, nó cực kỳ quan trọng nè. Phát ra là chết liền đó. Cho nó. Rễ cám hay đó đó, bây giờ là cắm cái cây này cao lên, cái cây đó thấp lắm. Cái cao lên. Đổi cái cây khoảng 750 xe hoặc là 1 mét đi. Rồi thì nó phủ tới mé được. Trời ơi, nhỏ xíu mà cháy. Quá trời. Rồi cái nhà nè. Ý là chưa xịt cái bộ mà là xanh gai lớn trái của mình nữa mà nó gai cái này nữa. Ngồi nữa anh cho coi em coi cái ảnh mà cái anh cho xịt cái đó anh là Phố. Cái này xanh ghê. Rõ ràng lấy được dinh dưỡng từ đất ha. Dinh dưỡng đất. Lấy dinh dưỡng từ đất được rồi, xanh nó xanh hoài mà. Đúng rồi, nó bền. Còn mình xịt xịt vô xanh cái nó không kéo dinh dưỡng tắt vài bữa nó vàng. Đó. Trời ơi cây này trái cả nhà. Giai đoạn này là em cứ tăng cường nước thoải mái nha Phố. Ha, đừng để thiếu nha. Thiếu là mệt với nó đó. Trời ơi mấy chứ. Mẹ còn không đứt nữa. Ây da, gai đâm quá. Gai nhọn đâm. Mà gai nó nhọn như vậy nè, đó, nó mới lớn trái. Chứ gai mà ngắn quá trời thì nó chè bè, nó đâu có nở gai được đâu. Trời ơi cháy. Cái này bây giờ là em làm chiếc xuồng bơm nước rồi sao mà kêu anh Hoàng ảnh ngồi dưới á, rồi em chống cho anh đi coi chứ ông lộn nổi đó. À, từ 3 tới 4 kg mà em, lúc mà nó già nó sẽ rút cái trái lại nữa à, chứ không phải nó nằm vậy. Trời trời,
bẻ bẻ méo ha, cái này cái trái nhiều nè, em bẻ mấy trái méo cho anh. Rồi, tiện mầm cái đâu bẻ. Ừ. Còn hạt không thì để từ từ đi ha. Tại vì đùm hai ba trái, có con trái cũng nhỏ thì em cứ bẻ đi. Tại vì thằng kia nó trước sau nó cũng bị rút cũng rụng à. Cái cây này chắc chữ nữa nè. Ôi đi đọt đá không ha. À, mấy trái này mình kiếm gì mình chim chim ra nè sâu nè phố ơi, lấy đầu chim chim nè phố ơi nè, không thôi cái này là bị sâu với kịp sáp nè phố. Em kiếm cục mốp á, em chim giữa em xịt thuốc nó mới vô được. Ừ, trời trời bị kịp sáp quá trời rồi. Có một hai cây, một hai trái à. Ừ, thấy một hai trái vậy chơi tới nhưng bán mà là dữ lắm nhiều, nhưng mà phải giải quyết liền ha. Không, để luôn, không thấy luôn là tới bán vẫn có đó. Chứ để nó đang làm tới đây lúc đó vô dịp sáp vô lấy, thấy dịp sáp nó chê, anh em chê không mua là còn mệt nữa. Mắc trái chị lắm. Quá đẹp anh nè. Anh Hoàng nó lội ra tới đây chưa? Rồi, để quay với ông xem. Đó, cho nó lên đường cho đó. Hai này pha xi ha, xịt cho anh. Thằng cho nó từ từ nó chốc mấy cái lớp này ra hết. Cái trái trong đó là bỏ đi phố. Kìa. Ừ, đúng rồi. Gì? Không giải quyết được nấm hồng là thua đó. Không mà nó đi đọt được rồi nè. Ổn rồi nè. Đi đọt mừng cũng chết luôn á. Nhiều anh em đi đọt sợ chứ đi đọt mình mừng cũng chết luôn. Bỏ. Cái này anh quyết định anh cho tưới thêm một cử dưỡng rễ nữa. Ừ. Rồi, thôi kết thúc video này nha cả nhà.